Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đọc tới bài ngày 27, Tấm gương nhiệm màu. Hình thái của vạn vật sẽ biến thiên theo cảm xúc, và vì thế ta nhìn thấy phép màu và vẻ đẹp ở vạn vật, trong khi phép màu và vẻ đẹp thật sự vốn tồn tại ở trong chính chúng ta. Bạn có thể chọn kiểu sống suốt đời cứ cố gắng chống chọi với thế giới bên ngoài, những mong biến đổi nó theo ý mình, đối mặt với hết vấn đề này tới khó khăn khác, những mong giải quyết được chúng, phàn nàn về các tình huống hay con người khác, và không bao giờ thực sự sống trọn vẹn hay hiện thực hóa những ước mơ của mình. Thế nhưng khi bạn biến phép màu của lòng biết ơn thành lối sống của mình, thì thế giới xung quanh sẽ thay đổi một cách nhiệm màu. Chỉ đơn giản vậy thôi, thế giới sẽ thay đổi bởi vì chính bạn thay đổi, nên bạn thu hút thay đổi đến với mình. Những lời dạy của Gandhi và lời bài hát Man in the Mirror đầy ý nghĩa của Michael Jackson đã tác động lên hàng trăm triệu người, và một trong những thông điệp mạnh mẽ nhất được truyền tải: hãy thay đổi con người trong gương và thế giới của bạn sẽ thay đổi. Nếu làm đúng theo 26 phương pháp nhiệm màu thì đến lúc này bạn đã thay đổi rồi. Việc nhận ra sự thay đổi của bản thân là hơi khó, nhưng bạn hẳn đã nhận thấy sự thay đổi từ cảm xúc vui vẻ của mình. Hẳn đã nhìn thấy các vấn đề trong cuộc sống được cải thiện, cũng như nhiều thay đổi nhiệm màu khác trong cuộc sống quanh bạn. Bạn đã sử dụng sức mạnh nhiệm màu của lòng biết ơn cho gia đình, bạn bè, công việc, tiền bạc, sức khỏe, cho những ước mơ của mình và cả cho những người không quen biết trên đường mỗi ngày. Nhưng người xứng đáng có được lòng biết ơn của bạn hơn bất cứ ai khác, đó là bản thân bạn. Khi bạn biết ơn con người đang nhìn mình trong gương, thì những cảm giác như không hài lòng, bất mãn, thất vọng, những suy nghĩ đại loại như mình không đủ tốt sẽ hoàn toàn biến mất. Và theo đó, tất cả những tình huống khiến bạn không hài lòng, bất mãn hay thất vọng cũng sẽ biến mất. Những cảm xúc tiêu cực về bản thân sẽ gây ra thiệt hại lớn cho cuộc sống của bạn, bởi vì chúng mạnh mẽ hơn bất cứ cảm xúc nào khác của bạn về bất cứ ai khác. Bất kể bạn đi đâu, làm gì, bạn đều mang những cảm xúc tiêu cực ấy trong mọi lúc, và chúng bao phủ lên tất cả những gì bạn chạm vào. Chúng giống như một thỏi nam châm sẽ lại thu hút thêm những sự không hài lòng, bất mãn và thất vọng trong mọi điều bạn làm. Khi bạn cảm thấy biết ơn vì được là chính mình, bạn sẽ chỉ thu hút những tình huống khiến bạn cảm thấy tốt hơn nữa về bản thân. Cảm xúc đối với bản thân phải phong phú thì mới khiến cuộc sống của bạn phong phú được. Lòng biết ơn với bản thân sẽ khiến bạn trở nên đủ đầy. Người nào đã có sẵn lòng biết ơn đối với chính mình sẽ được ban tặng thêm, và anh ta hoặc cô ta sẽ có dư giả đủ đầy. Người nào không có sẵn lòng biết ơn đối với chính mình thì những gì anh ta hoặc cô ta sẽ có, đã có sẽ bị tước đi. Để thực thi phương pháp tấm gương nhiệm màu, ngay bây giờ hãy đến trước một tấm gương, nhìn thẳng vào người trong gương và nói từ kỳ diệu cảm ơn bằng cả tấm lòng. Hãy thật sự cảm nhận điều ấy hơn tất cả những gì bạn từng cảm nhận trước đây. Hãy nói cảm ơn vì bạn là bạn. Nói cảm ơn vì mọi thứ thuộc về bạn. Nói cảm ơn với cảm xúc mạnh mẽ tương đương với cảm xúc bạn dành cho những điều khác và những người khác. Hãy biết ơn bản thân mình vì bạn là chính bạn. Trong suốt hôm nay, hãy tiếp tục thực hiện phương pháp tấm gương nhiệm màu bằng cách biết ơn con người tuyệt diệu trong gương và nói từ nhiệm màu cảm ơn. Mỗi lần bạn nhìn chính mình trong gương, nếu bạn không thể nói thành lời, hãy nói nhẩm trong đầu. Và nếu thật sự can đảm, bạn có thể nhìn vào tấm gương nhiệm màu và nói ba điều bạn biết ơn về chính bản thân mình. Sau này, nếu bạn không đối xử tốt với bản thân vì lý do đó, thì khi ấy hãy bày tỏ lòng biết ơn với người xứng đáng được bạn biết ơn nhất, con người đang nhìn bạn trong gương.
Khi biết ơn, bạn sẽ không đổ lỗi cho bản thân mỗi khi mình mắc sai lầm. Khi biết ơn, bạn sẽ không chỉ trích bản thân vì mình không hoàn hảo. Khi biết ơn, vì được là chính mình, bạn sẽ vui vẻ, bạn trở thành thỏi nam châm thu hút những con người vui vẻ, tình huống vui vẻ và những điều nhiệm màu. Chúng sẽ luôn luôn đến bên bạn dù bạn ở bất cứ đâu hay làm gì. Một khi có thể nhìn thấy phép màu ở con người trong gương, cả thế giới của bạn sẽ thay đổi. Thực thi phương pháp nhiệm màu số 27, tấm gương nhiệm màu. 1. Cảm thấy mình thật hạnh phúc. Viết ra danh sách 10 điều hạnh phúc. Viết lý do tại sao bạn cảm thấy biết ơn. Đọc lại danh sách với mỗi điều hạnh phúc. Hãy nói cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn và cảm thấy biết ơn đối với điều đó. 2. Mỗi khi nhìn vào gương, mỗi khi nhìn vào người trong gương, hãy nói cảm ơn và thật sự cảm nhận điều đấy hơn tất cả những gì bạn từng cảm nhận trước đây. 3. Nếu thật sự can đảm thì khi nhìn vào tấm gương nhiệm màu, hãy nói 3 điều bạn biết ơn về bản thân mình. 4. Trước khi đi ngủ, hãy cầm hòn đá nhiệm màu trong tay và nói từ nhiệm màu cảm ơn vì điều tốt đẹp nhất đã xảy ra trong ngày hôm đó. Như vậy là chúng ta đã kết thúc 27 đường ngày rồi nha các bạn nha. Cảm ơn tất cả các bạn, chúng ta đã sắp kết thúc hành trình rồi. Và chắc chắn là trong bản thân mỗi chúng ta thay đổi rất là nhiều đúng không ạ? Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều.